Quý vị và các bạn đam mê đài radio cassette cổ trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2022. Tiếp tục Nguyên Audio rất hân hạnh được giới thiệu một chiếc đài cổ Sharp GF800Z. Được chiếc đài được rất nhiều anh em chơi săn lùng tìm kiếm quý vị nhé, với một chất âm rất là hay. Chiếc đài thì được ra đời từ những năm thập niên 1980, và hôm nay Nguyên Audio vừa mới chuyển tại bên siêu thị Nhật Bản về trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản 100%, mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo. Chiếc đài này thì chúng ta trưng bày trang trí gia đình nhà chúng ta thì rất là đẹp và rất là cổ kính quý vị nhé. Nó chạy hai cửa băng cassette, có radio AM FM tần sóng 108. Ngoài ra thì nó còn cái đường line infone để cho quý vị kết nối với các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính. Có đồng hồ báo giờ này, đồng hồ báo giờ nha quý vị nhé, có tua nhớ bài và có hai cái dàn đèn nháy hiển thị công suất của từng vế loa, và có hệ vi tinh chỉnh hay là còn gọi là equalizer để cho chúng ta vi tinh chỉnh các giải chung, giải bát, giải tép quý vị nhé. Và có hai volume của hai loa riêng biệt. Đấy, rất là hay. Và chiếc đài này thì rất là mới nên là hai bên loa của nó thì còn nguyên cái mút tiêu âm quý vị nhé. Và tiêu âm thì và nó còn nguyên cái logo hình chữ V đỏ đấy ạ. Những cái chiếc đài nào mà mới đẹp thì nó mới còn như thế này, còn những cái chiếc đài nào mà cũ á, quý vị ạ, cũ nát thì nó sẽ cái mút đấy nó sẽ nát, nó sẽ tự hủy hết quý vị nhé, bởi vì trải qua bao nhiêu năm tháng rồi nên là người Nhật người ta chơi mà giữ gìn được thì mới còn được đẹp như này. Còn những chiếc đài nào mà hàng bờ, hàng đã qua sử dụng nhiều á thì nó sẽ không còn được những cái chiếc mút đẹp tiêu âm của loa như thế này. Chiếc mút này thì nó tiêu âm loa nên là chất âm của nó rất là hay. Việt loa bát, loa tép đây thì mạ chrome thì vẫn còn nguyên quý vị nhé, từ những cái tay sách đây ạ. Và chiếc đài này về trong ngày hôm nay là ngày 22 tháng 7 thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 15.500.000 đồng, sẽ tặng chúng ta một chiếc băng mát sen xịn trị giá 300.000 đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc và sẽ test cho chúng ta mọi chức năng. Đầu tiên sẽ là cái radio đầu tiên quý vị nhé, và cũng có khi là gây hoang mang trong dư luận để tạo ra sự hoảng sợ trong quần chúng nhân dân để mà thực hiện hành vi khủng bố. Hoặc là thực tiễn chúng ta cũng thấy là rất nhiều đối tượng là các thế lực thù địch đã tung ra những cái tin đồn thất thiệt không đúng về đảng, về nhà nước, về các đồng chí lãnh đạo cấp cao vân vân, và mục đích là để làm mất. Sharp GF800Z này thì nó là bản nâng cấp từ những chiếc đài Sharp 700Z lên, và nó là dưới đời của Sharp VGF939. Như quý vị nhìn thấy đây, nó rất giống với chiếc đài Sharp VGF939 kể từ những chất âm quý vị nhé. Chất âm nó cũng giống hệt như vậy. Đây này quý vị này, cửa băng của nó mở ra nó rất là êm đấy ạ. Đấy là êm nhá, nó như kiểu cửa hơi, cửa điện nhá. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 1. Phút ban đầu theo sẽ là cửa băng cassette số 2. Đây là chiếc băng cassette xịn quý vị nhé, mát sen xịn 90 phút, băng được nhập mới tinh từ bên Nhật Bản về, mới thu nước đầu tiên. Và chiếc băng này thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 300.000 một chiếc, và nhận đặt hàng của quý vị từ 5 chiếc trở lên quý vị nhé. Nhận đặt hàng 5 chiếc quý vị, chúng ta muốn album gì, ca sĩ gì thì hãy nhắn tin liên hệ cho Nguyên Audio thì Nguyên Audio sẽ làm gửi cho quý vị khắp mọi miền tổ quốc quý vị nhé. 300.000 một chiếc ạ. Cuối xuân hè
lắm sẽ vui ngược lối, kết hoa ngày cưới có đôi tim vào đầu. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương kia ta nỗi lòng đời chờ vội âm để rồi cay đắng đến tay anh. Chất âm của nó thì quá là hay rồi quý vị ạ. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.